Ok, xin chào tất cả mọi người và chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với channel RAVG của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tới với một cái thể loại game về quái vật bồn cầu Skibidi gì đó, toilet gì đó nha mọi người. Đấy, một cái con quái vật mà hiện tại đang rất là nổi tiếng ở trong cái thời điểm hiện tại trên mạng xã hội. Đấy, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với một con game kiểu như vậy. Và đây nói chung là một cái tựa game OB nha anh em. Đấy, vừa mới vào thì mọi người có thể thấy này. Hiện tại là có vẻ như chúng ta đang ở trong một cái phòng vệ sinh công cộng anh em ạ. Úi giời ơi, ở đây có bồn rửa tay này, các thứ này, đấy, có chỗ để đi vệ sinh này, đó. Đấy, rồi. Game nói chung là quái vật bồn cầu thì vừa vào là ở trong phòng vệ sinh là đúng rồi anh em nhá. Đây, chỗ này đi đi tiểu này anh em này, đó. Đấy ra, trước khi thoát khỏi cái khu vực quái quỷ này thì phải đái một cái anh em ơi. Nào nào, cái thằng ấy đáng đi vệ sinh, cứ đẩy đẩy đi. Nào, để yên cái ta, kìa, mấy cái thằng ấy không hiểu kiểu gì đang người ta đang đi vệ sinh cứ đẩy đẩy đẩy. Đây 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 đây. Giời ơi mấy cái thanh niên, thôi đi vào đi. Đây ngồi đây đây. Ấy da, ngồi đây chưa. Thằng ai bị cái gì ấy? Nào nào để yên đi vệ sinh cái nào mấy thanh niên này. Ok kìa. Ồ phòng vệ sinh này đúng là bất ổn anh em ơi, đi vệ sinh không yên nữa thế này thì. Úi giời ơi, úi giời ơi. Này nhá, mỗi người một phòng đi nào. Thì bên này có cánh cửa gì đây? Cánh cửa này hình như không mở được anh em ơi. Có vẻ như chúng ta đang bị nhốt rồi thì phải. Úi giời mấy cái thanh niên này. Nào chứ phòng đi vệ sinh chứ cứ bám bám cái gì. Muốn đu bám lát cho đi khách sạn không phải đua. Nào phòng vệ sinh này có vẻ hơi đông anh em ơi. Chắc đang có dạ hội hay gì trong này không biết nữa. Úi giời sao lại có cả bạn nữ trong ấy này đấy. Đây phòng vệ sinh nam cô bạn đây. Trời ơi sao lại có cô bạn nữ lạc đây vào lạc vào đây rồi. Trời đất. Rồi tất cả chúng ta sẽ cùng thoát khỏi cái phòng vệ sinh này nha. Đó anh em thấy chưa. Úi giời ơi cái gì đây. Anh em nhìn thế này. Một đống thể loại quái vật bồn cầu nó đang đi khắp nơi ở trong cái khu vực này luôn. Trời đất. Úi, trong mặt của nó kìa. Bọn nó đều là những cái đầu kiểu ngoi lên từ một cái bồn cầu anh em ạ. Đấy. Úi dồi ôi, cổ dài vãi trưởng. Bọn này chắc là hươu cao cổ. Úi, trông quả răng của nó kìa, trông quả mặt kìa. Kinh chưa, kinh chưa. Đấy, vào nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải nhảy qua và vượt qua thử thách và thoát khỏi cái khu vực này, thoát khỏi cái nhà vệ sinh này. Úi dồi ôi, nhảy đây, nhảy đây. Úi dồi ôi, đã có những thanh niên cảm tử và đi rồi. Đấy. Quá hết đây nào. Tất cả chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Leo lên đây. Leo lên cầu thang cái anh em ơi. Ui. Mà tính ra cái khu vực này là ở phía dưới lòng đất à đúng không? Phòng vệ sinh này chắc phòng vệ sinh kiểu khủng bố anh em ạ. Ở phía dưới lòng đất luôn cơ mà. Ảo đấy, ảo đấy. Ok. Úi dồi ôi. Và chúng ta đang tới với một khu vực mà đầy những cái lava. Quá tuyệt vời. Nào nhảy cẩn thận nha, nhảy cẩn thận nha mọi người. Không hiểu đi vệ sinh cái kiểu gì lạc vào đây. Trời đất ơi. Đây đây thằng này đi nhanh lên. Mấy cái thằng này. Nhảy đây nhảy đây. Đúng rồi. Qua luôn. Và phía bên ngoài này là cái gì đây. Úi dồi ôi. Có mùi gì đó hơi khét rồi nha anh em. Ủa thôi xong rồi, thôi xong rồi. Chạy 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 mọi người. Ui. Mình đang bị một thằng quái vật bồn cầu mà nó gắn cả súng ở trên đằng sau lưng anh em ạ. Vãi cả trường thật. No 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 no. Chạy đi chạy đi chạy đi. Nào nào nào. Úi dồi. Anh em nhìn kìa. Ôi thôi xong rồi. Mày nhìn về sau cái đi luôn anh em ơi. Lại 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 lại. Chạy đây nhanh nào tất cả mọi người. Thôi xong rồi. Chạy đây nhanh nào. Xung quanh đây cả cái thành phố này xe tăng bốc cháy cái thứ này. Trông có vẻ như là cái thằng quái vật bồn cầu kia nó đang nó đã vừa phá hủy cái chỗ này. Úi giời nhanh. Đúng rồi, nhảy xuống. Nhảy xuống đi anh bạn. Chạy thoát đi. Úi giời. Đi trước chứ còn cái gì. Và chúng ta đã tới với một khu vực hố xí gì đó này. À, khu vực gì đây? Úi giời, thanh niên này nhảy múa rơi luôn. Kìa. Úi giời ơi. Mấy cái thằng quái vật bồn cầu này kinh thật đấy anh em ạ. Nó sống cả ở dưới cống à. Này. Nhảy qua đây liền. Ok. Chúng ta sẽ phải mau chóng đi đâu đó anh em ạ. Có vẻ như cả cái thế giới này đang bị bọn quái vật bồn cầu Skibidi gì đó tấn công rồi. Khổ, cái tên khó nhớ thực sự. Đọc mãi chả được cái tên ạ. Skibidi hay là Ờ hình như là Skibidi hay sao ấy. Chả biết đọc cú đúng không nữa. Rồi chuẩn bị chỗ này là mình phải núp vào trong cái tường này nha. Phía trước mặt chúng ta đang là một thằng quái vật bồn cầu theo phiên bản quân đội khổng lồ. Ơi. Ui rồi ơi, một thằng đi. Thôi từ từ, đợi nó đi đã. Ok. Đứng thế mà cũng chết được à? Game lỗi à? Điều thực sự đứng thế mà cũng chết anh em ạ.
Úi rồi. Nào, được, 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 ok. Nhá, yêu kiểu gì pha đấy chết. Đây, 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 mình sẽ núp được lên đây. Thôi, núp vào đây đi, núp vào đây đi. Ok. Chạy vào thẳng cánh cửa kia luôn. Chạy thẳng vào cánh cửa kia luôn. Làm sao bắt được, làm sao bắt được. Và chúng ta đã tới với khu vực tiếp theo. Một khu vực gì đó trông có vẻ khá là máy cưa. Uầy, phía dưới mình là một cái thằng quái vật bồn cầu kiểu phóng điện anh em ơi. Càng 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 đấy, càng đấy. Phóng điện thì giỏi lên đây, giỏi lên đây mà giật điện này. Giỏi lên đây giật điện này. Giỏi lên đây giật điện này. Giỏi luôn. Chả hiểu kiểu gì thanh niên kia nhảy chết ạ. Ok. Nhảy 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 nhanh 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 nhanh. Ủa mà nãy đi đông lắm mà ta, sao bây giờ sao còn có vài người thế này. Thì như mấy thanh niên kia không theo kịp mình anh em ạ. Rồi. Hiện tại chúng ta đang tới stage 7 rồi. Quá tuyệt vời. Ôi, gì đây, gì đây. Ôi, đây hình như là một cái mê cung quái vật bồn cầu. Ôi, 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 anh ơi. No, 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 no. Chạy bên này, chạy bên này. Lối ra ở đâu, lối ra ở đâu. Ôi, thôi xong rồi. Đoạn này không biết lối ra ở đâu anh em ạ. Chắc là cứ chạy bừa đi. Chạy bừa lên thẳng đi. Nào, nào, đừng, đừng bảo nó chạy ra đây nhá. Ôi, tí thì. May, 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 may. Lối ra đâu, cửa ra đâu, cửa ra đâu, cửa ra đây, cửa ra đây, bên này. Không có luôn. Ôi ôi. À tính ra mấy cái thằng này mình nhảy qua đầu nó được. Nhảy qua đầu cái nó. Ồ, giời ơi, tưởng cái gì. Đây đây đây, lối ra đây rồi, let's go. Chúng ta đã thoát khỏi mê cung của quái vật bồn cầu và lại tới với một khu vực gì đó. Ở khu vực này chúng ta sẽ phải né cái thằng này ra bằng cách đứng ở. Ủa đang định bảo đứng sau cái bức tường, cứ tưởng nó đi xuyên qua anh em ạ. Ôi té té, em té trước nha, em té trước nha anh ơi. Chạy 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 nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Này này, giỏi bắt đấy, giỏi bắt đấy. À đây là quái vật kiểu bồn cầu phiên bản DJ anh em ơi. Ủa tưởng nhảy lên đầu nữa ta. Không nhảy được lên đầu à. Hình như đoạn này chúng ta sẽ phải đi vào cái. Ủa chưa check voi à. Sao lại quay lại đây trời đất. Nào 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 nào, sắt mép sắt mép. Ồ chắc là đi qua đây anh em ơi. Úi rồi, úi rồi, úi rồi. Quá kỹ năng chứ còn cái gì. Và tới khu vực tiếp theo là gì đây. Ủa, khu vực này như là bồn cầu bị thải ra. Kiểu bồn cầu hỏng anh em ạ. Trông này, trông cái gì đen đen ở dưới này. Đây là mấy cái bồn cầu phiên bản đã bị hỏng, đã bị phế thải. Đấy. Ok. Và mình đang đi tới một cái thảm đỏ gì đó này. Một cái thảm đỏ mà trông có vẻ khá là dài như kiểu diễn viên showbiz vậy. Rồi trước mặt chúng ta là một cái con gì đó nha. Trước mặt chúng ta là một thứ gì đó nha. Ui rồi ôi. Rồi đánh nhau với con này à. Rồi thôi xong rồi. Ui sao mất tí máu vậy. Ui thôi xong rồi, đánh cái này đến Tết à. Bay. Bây giờ mình đang cầm một quả súng laser để bắn con này anh em ơi. Chạy đi mọi người. Ui rồi bắn như gãi ngứa vậy anh em ạ. Đấy, nói chung là không biết mấy cái thể loại quái vật bồn cầu này nó xuất phát cốt truyện từ đâu. Nhưng mà thực sự là những cái con quái vật kiểu này nó khá là dị hợm. Ê, nói anh em chơi kiểu này anh em chạy vòng quanh là được chứ gì. Mấy thằng kia bắn đi, bắn đi. Nhưng mấy thằng kia không bắn thì phải. Nhanh nào, xử lý nó đi. Úi dồi ôi. Bắn nãy giờ anh em ơi, hình như là đây là ván cuối rồi hay sao ấy. Nói chung thì đây là một cái tựa game khá hay. Về thể loại quái vật bồn cầu. Ôi, nó bắn laser, nó bắn laser, cái gì đây. Ui. Ui dồi ôi. Nãy làm gì có bắn laser đâu anh bạn. Hình như là càng ngày nó sẽ càng có những cái khả năng mới thì phải. Từ từ nha, cẩn thận nó bắn laser nha. Rất đông người đang chiến đấu với con quái vật bồn cầu này anh em ạ. Úi xồi ôi. Rồi lại đây, rồi lại đây. Ôi ôi, đấy đấy. Né, 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 né cái nhẹ. Luồn lách cái nhẹ. Xoay. Đỉnh cao liền chứ còn cái gì. Ngửa cây máu ơi. Ngon, 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 ngon. Thì ra con này cũng không mạnh lắm. Con này cứ chạy vòng quanh là được. Ủa mỏi tay quá. Thề bắn kìa. Bắn đúng kiểu gãi ngứa anh em ạ. Úi xồi lại. Anh em nhìn cái quả mặt của nó kìa, trông kìa. Răng cười là còn hở cả một đống lợi ra kìa. Đấy. Quái vật kiểu gì. Và không biết là mấy con quái vật kiểu này người của nó ở đâu ta. Người nó ở phía dưới này à. Kiểu nó có mỗi cái đầu thôi à hay sao. Úi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi. Mấy thanh niên xung quanh cũng đang chạy rất là nhiệt tình anh em ơi. Tất cả mọi người đang chiến đấu rất nhiệt tình. Không biết đánh xong con này được cái gì đây. Có đường mở cửa hay cái gì không ta.
Rồi rồi, nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Bắn thêm tí nữa nào. Vài pha nữa là win rồi anh em ơi. Hình như con này là chùm của bọn quái vật bồn cầu thì phải. Rồi rồi, con tí máu. Xử lý luôn. Ôi, một thanh niên đi rồi. Ok. Vậy là chúng ta đã đánh bại xong chùm quái vật bồn cầu. Rồi, quá tuyệt vời. Ôi, hết rồi à? Rồi, 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 game này hơi ngắn anh em ơi. Game này nói chung hơi ngắn anh em ạ. Đấy. Thôi thì nói chung là nếu mọi người thích cái video này cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh nha. Và hẹn gặp lại anh em vào những cái video lần sau.